Trần Tiến xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một lô máy câu bãi Nhật. Tất cả máy này đều đồng giá là 150.000 một máy nha mọi người. Tất cả máy này đều đồng giá 150.000 một máy. Giá em bán thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì tầm khoảng 30.000 đến 40.000 tùy khu vực giao hàng nha. Em chỉ thu tiền máy thôi, còn cái tiền phí vận chuyển thì bên bưu điện thanh toán nha mọi người. Rồi, em giới thiệu với mọi người cái máy số 201 nha. Máy 201. 201 là con Olympus. Con này Mamiya, thương hiệu con của Olympus nha. Mamiya VX700. Con này size tương đương của nó size 2500. Size 2500. Size tương đương 2500 nha. Hoạt động ok, thân nồi carbon, tay quay là bằng kim loại. Rồi, con này con số 201 nha. Rồi, tới con máy số 202 nha. 202 là con xuất lê. Size này size 1000. Size 1000. Made in Korea nha. Quay nhẹ, êm mượt. Tất cả chức năng thì ok nha mọi người. Mô bin sóng. Con này con 202 nha. Rồi. Thì con hai máy 203 nha. 203 là con Iskin. Iskin size con này size 3000, 3500. Tùy giờ anh em đánh giá nha. Thông số anh em xem trên hình giúp em nha. Mô bin sóng nha mọi người. Mọi chức năng đều ok. Made in Korea. Rồi, con này con 203 nha. Tới máy 204. 204 là con Acaster 1000. Size 1000 nha mọi người. Trong đây có một cuộn dây PE nha. Dây PE này tới 100 mấy chục ngàn một mét lần á. Trong đây hơn 100 mét đó nha mọi người. Made in Korea. Quay nhẹ lắm nha mọi người. Anh em mua cái máy này về lấy cuộn dây không cũng đủ tiền. Rồi, con máy này máy 204 nha. Tới máy 205. Máy 205 là con Long Cat. Size con này size 1500. Thân nồi carbon. Made in Korea. Tay quay cũng bằng carbon luôn nha mọi người. Mô bin sóng. Mọi chức năng thì ok nha. Con này 205 nha. Bụi bặm nhiều, chưa dùi rửa. Rồi, con 205. Tới con 206. 206 là con Royer 800. Con này size tương đương nó size 3000. Made in Korea. Hàng Hàn Quốc nha mọi người. Hãng của nó hãng Mazda nha. Mọi chức năng thì ok. Thông số cước anh em xem trên hình giúp em nha. Rồi, con này 206 nha mọi người. Rồi, tới máy 207. 207 là con Anva Tắc Lê. Con này size của nó là size 1500. Size 1500. Gato 4.7. Made in Korea nha. Thân nồi carbon. Tay quay cũng bằng carbon pha luôn nha mọi người.
Con này con 207. Tuy mấy 208. 208 là con Longmaster LG200. Con này size tương đương size 2000. 1500 2000 nha, tùy giờ anh em đánh giá. Cước số 1.5 vô được 180 m. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Con này con 208 nha. Tới con 209. 209 là con Long Stoke 1500, 1900. Size con này size 2000, 2500. Tổng số cước nha. Made in Korea. Con này con 209 nha mọi người. Tới con 210. 210 là con Blue Back. Size con này size 2000. Size 2000. Made in Korea. Trên đây nó không có để thông số nha mọi người. Không để thông số nha. Con này 210, size 2000. Made in Korea nè. Tới máy 211. 211 là con Siêu Ta EF50. Size con này size 3500. Size 3000, 3500. Tùy giờ anh em đánh giá nha. Thông số cước Gatio. Thân nồi carbon, tay quay carbon. Made in Korea. Con này 211 nha. Tới máy 212. 212 là con Ryobi Carbon Nat 2. Size con này size 2500. Made in Taiwan. Thân nồi carbon, tay quay cũng carbon. Con 212 nha mọi người. Thông số cước máy máy 212 nha. Tới máy 213. 213 là con Long Stoker 770 GT. Size con này size 2000. Made in Korea. Mọi chức năng đều ok nha mọi người. Đổi tay trái phải đều được. Con này là 213 nha. Tới con 214. 214 là Long Cat ZF30. Đó. Con này size của nó là size 1500. Nồi nhôm. Made in Korea. Quay êm nha mọi người. Mô bin sống. Bên đây cái nắp nó bị mất rồi nha mọi người. Thì nó còn con ốc. Dặn ra dặn vô đổi tay bình thường nha. Con này 214. Tới con máy 215. 215 là con Long Stoker 350. Size con này là size 2000. Mọi chức năng thì ok. Made in Korea.
Con này 215 nha, trong số cước nha mọi người. Rồi, 215. Tới con 216 nha. 216 là con lông so keo 1009. Size con này size 2000. Made in Korea. Mọi chức năng thì ok. Mọi chức năng đều ok nha mọi người. Trong số cước nha. Rồi, con này con số 216. Tới máy 217. 217 là con lông Stoker 700. Size con này size 2000. Thân nồi carbon, tay quay kim loại, Made in Korea nha. Quay êm mượt lắm nha mọi người. Rồi, con này con số 217. Tới máy số 218 nha. Xuất lê 0070. Size con này size 2000. Made in Korea. Mọi chức năng thì ok nha. Con này số 218 nha. Tới máy 220, 219 nha mọi người. Siêu ta EF 35. Size con này là size 2000. 219, mã số 219. Thân nồi carbon, tay quay cũng carbon, Made in Korea. Con này 219, size 2000. Tới con máy số 220. 220 là con lông Stoker 350. Size này size 2000 nha mọi người. Size 2000. Made in Korea. Quay nhẹ lắm nha mọi người. Em gu à. Trong số cước nha mọi người. Con này con ha mã số là 220. Tên mã 221. 221 là con siêu ta EF 30. Size này size 1500. Con này hơi chạy chuộng tí. Made in Korea, thân nồi carbon. Con này con số 221 nha. Tới con 222. 222 là con siêu ta F 35. Con này size 2000. Mọi chức năng thì ok. Thân nồi carbon, Made in Korea. Tay quay cũng carbon luôn nha mọi người. Trong số cước nha mọi người. Rồi, con số 222. Tới 223. 223 là con Olympic VX 700. Size con này size 2500. 2000, 2500 tùy giờ nên đánh giá nha. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Mọi chức năng ok nha mọi người.
thông số cước nha. Cước số 2 được 150 m. Con này 223 nha mọi người. 223. Thế con 224. 224 là con Liberty LT 3000. Nó ghi 3000 chứ size này còn tương đương với là 4000 của Shimano nha mọi người. Made in Korea, thân nồi carbon tao quay kim loại. Con 224 nha. Mọi chức năng thì ok. Tới máy 225 nha mọi người. Máy 225 là con Shimano Z3. Size con này size 4, 4.000, 5.000 tùy vào đánh giá nha. Con này chỉ cố định tay phải, không đổi tay được. Con này size tương đương 4 hoặc 5.000. Nồi carbon, thân kim loại. Made in Korea. Quay cò không kêu nha. Con này mã số là 225 nha mọi người. 225. Tới 226 là con Siêu Ta F30. Size này size 1500. Thân nồi carbon. Made in Korea, tay quay carbon. Quay nhẹ nha mọi người. Chế độ nghịch. Cò. Quay kêu hết, mọi chức năng đều ok nha. Con này con số 226. Tới 227 nha mọi người. 227 là con suýt lê. Size con này là size 2000. Made in Korea. Thân nồi và carbon. Tay quay cũng bằng carbon luôn. Quay nhẹm nha mọi người. Con này 227 nha. Mọi chức năng đều ok. Rồi 227. Tên số máy 228. 228 là con lông cát siêu ta FG30. Size con này size 1500. Thân nồi carbon, tay quay carbon. Made in Korea. Hàng Korea nha mọi người. Quay hai chiều nha. Quay một chiều. Cần gạt. Mọi chức năng đều ok nha. Mô bin sống. Con này 228 nha. 228. Tới con 229. 229 là con lông cá thắt F25. Size con này size 1500. Thân nồi carbon. Tay quay kim loại. Made in Korea. Quay êm nha mọi người. Mọi chức năng đều ok, không lỗi nha. Con này là 229. Tới máy 230 nha. 230 là con Raptor LG400. Size con này size 3000, 3500. Tùy giá anh em đánh giá nha. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Con này con 230. Tới máy 231. 231 là con lông cá siêu ta F35. Size 2000. Made in Korea. Thân nồi là bằng carbon, tay quay carbon.
Mọi chức năng đều ok nhé, không lỗi. Anh em xem ngoại hình nha. Rồi, 231. Tới máy 232 nha mọi người. 232 là con L Sub 3009. Sao con này size 4000 nha mọi người. Size 4000, Made in Korea. Thân nồi carbon tay quay kim loại. Con này hãng hãng nó vừa test nha. Con này 232. Mã số 230. Tới con 233 nha. 233 là con súp lê. Size con này là size 2000. Made in Korea. Mọi chức năng đều ok nha, mô bin sống. Con 233. Con đẹp nha mọi người. Mã 233. Tới 234. 234 là con SZM. SZM SF200. Made in Korea. Con này size của nó size 1000. Rồi. Con máy này máy 234 nha. Tới máy 235. 235 là con Siêu-ta EF30. Size con này là size 2000. Size 2000 nha mọi người. Thân nồi carbon, tay quay carbon, Made in Korea. Quay êm nha mọi người. Nhẹ. Con này con số 235. Đây máy 236. 236 cũng là con súp lê size 2000. Made in Korea. Quay nhẹ em nha mọi người. Mô bin sóng. Cần gạt ok nha. Con này 236. Tới con 237. 237 là con Siêu-ta EF30. Size con này là size 1500-2000. Tùy vào anh em đánh giá nha. Made in Korea. Thân nồi carbon, tay quay carbon. Dưỡng dây. Con này 237. Tới con 238. 238 là con Shimano Tomoro SS2000. Size 2000. Thân nồi carbon, tay quay kim loại. Made in Korea. Tay có bị rỉ chút nha. Con này con số 238. Tới 239. 239 là con Frontier 2000. Nó ghi 2000 chứ sao, con này khoảng tầm 1000-1500 nha mọi người. Made in Korea. Chưa siết chặt này lại.
Con này bị mẻ cái chỗ tay quay nha, cái nút cái nắm tay quay thôi, bị mẻ một chút, không ảnh hưởng gì nha. Mô bin sống tất cả đều ok. Con này 229. Con máy này là 239 nha mọi người. Rồi, tới con số 240. 240 là con Benso IC2000. Con này size tương đương, nó size 4000 con Shimano. Made in Korea. Đổi tay trái phải đều được. Mọi chức năng thì ok. Con này 240. Rồi, em kết thúc video nha. Tổng em bán là một tổng đồng giá là 150.000 một máy nha mọi người. Giá em bán chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em nào lấy cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi, em cảm ơn mọi người.